Ở này là hiện tại là đang ăn cố nhì. Đó. Đang ăn cố nhì thì các cô chú anh chị thấy còn vàng trái còn nhóc hết trơn ha. Cái này là hái là không không ngớt luôn. hái không ngớt, là tức nghĩa là ảnh nói là từ trước tới giờ là hái ngày cách 4 ngày hái lần, hái 4 ngày hái lần, mà ảnh hái tới ngày giờ này hái 20 mấy cử rồi, 20 mấy cử tổng mình hái được 22 cử á. hái được 22 lần. Lần này là chưa tính đúng không? Ừ, lần này chưa tính à. Lần này là lần thứ 23. Đó. 0,85. Bây giờ điểm này mà cái vàng trái đơm hết trơn. 8 tấn nữa. Thủ. Đó, gần đứt cổ hai của anh rồi đó. Không có đứt cổ hai luôn rồi. Mà không đứt rồi, kiểu này anh đi chuyền ra tới cổ nữa rồi. À, giờ bông lên nhỏ hết rồi. Cứ rồi anh bẻ 500 ký. Anh lựa ra 25 ký bị thối. Thì lại thấy cái vàng ớt này là ăn cổ hai rồi, cái màu vẫn còn đẹp nha. Fino đổi mới nông nghiệp Việt. Chào tất cả cô chú anh chị em ha. Thì hiện tại là em quay lại vườn của anh Toàn ở Phương Thịnh. Thì đây là cái vàng ớt của anh Toàn ha. Và bữa nay là mình bẻ thêm cây, trái còn đơm hết. Ở này là hiện tại là đang ăn cố nhì. Đó. Đang ăn cố nhì thì các cô chú anh chị thấy còn vàng trái còn nhóc hết trơn ha. Cái này là hái là không ngớt luôn. Hái không ngớt, là tức nghĩa là ảnh nói là từ trước tới giờ là hái ngày cách 4 ngày hái lần, hái 4 ngày hái lần, mà ảnh hái tới ngày giờ này hái 20 mấy cử rồi, 20 mấy cử tổng mình hái được 22 cử. Hái được 22 lần. Lần này là chưa tính đúng không? Ừ, lần này chưa tính à. Lần này là lần thứ 23. Đó. Thì các cô chú thấy cổ hai, cái vàng trái vẫn còn và cái vàng đọt nó vẫn đi ha, là nó chuẩn bị ra bông tới nữa rồi nè. Thì tính ở bình quân của anh xóm là anh ngồi anh cộng lại là tổng tổng thì được 16 tấn. 16 tấn thì chia cho 5 công thì nó khoảng 3 tấn 2. 3 tấn 2 ớt cho đầu công ha. Là chưa tính bữa nay nha. Là khoảng 3 tấn 2 này, 3 tấn 2 này chưa tính bữa nay bẻ nữa nha. Bữa nay bẻ là con số nó còn nhảy lên nữa. Chứ không phải là bẻ xong rồi là hết luôn nha. Mà cái gì này là bẻ xong rồi còn bẻ nữa mà. Còn thêm cử nữa. Cái vàng bên đó nó lực hơn bên này, bển không có đê đi. Bển đâu đê đi, bên này bị cặp cái bên ta bỏ chỉ. Này ăn bức của hai đó mà còn gì đó. Nửa vô trận là vô nó đó là nó phải xanh giờ, nửa vô bển. À, bển đó là còn lực trái còn dữ. Mà ăn là không nghĩ. Ăn quá trời ăn luôn, trái còn đỏ gì dễ hết trơn nè. Trái còn quá trời trái luôn mà. Trái còn nhóc nè. Cái này chắc anh còn bé, chắc cũng khoảng 3 cử nữa nó mới bứt cổ hai á. Chắc không bứt đâu. Thấy còn nhiều lắm. Mà bứt không nổi rồi. Nó cứ nó lên hoài cái này sao bứt. Hôm bé bớt rồi thấy cái này lên đi nữa thấy dữ dằn không?
bẻ con nhỏ rồi kia bẻ vô hả? Chưa dắt vô mà. Ủa anh, cái cử vừa rồi đó là mình vẽ bao nhiêu ký anh? 500 đúng. 500 ký, có bao nhiêu ký cái bị thối? 20 ký à? 20 ký hả? Ừ. Vậy thì nó cũng ít quá, nó đâu có nhiều. Như cái đám mưa hồi đầu mưa vừa rồi á là thối dữ lắm, thối nha. Rồi cái đặt. Cái đám mưa đầu mưa á dữ lắm á. Thấy là đâu có đâu. Đâu trái còn đấy, dần ớt còn xanh dần ha. Hiện tại là mình được 3 tấn 2 rồi, bẻ bữa nay nữa thì chắc có thể là khoảng 3 tấn rưỡi ha, chắc cũng cỡ đó. Đâu nó mới có con chòm đó, chòm bánh thư. Ừ, cũng phải có chứ, ít chứ nhiều thôi chứ đâu có cái nào mà 100% được. Sao ba của ngày chích nhát sao không? Ít xíu, đâu có nhiều như trước. Tại đất trời nó nay chưa đất vậy rồi. Rơi là không kể đó. Ừ. Rơi 50 trăm không có kể. Vẫn còn quá trời mà, chết còn nhiều mà. Quả thuốc này xịt cái lậu mau lớn trái. Ừ. Ghê không? Đất không? Đây là củ 2, cái này là củ 2. Này củ 2. Xum xê ha. Vô chỗ 2 mà nhìn dàn cây còn lực. Tới thời điểm hiện tại là mình đâu có đi xem phân gì nữa hả? Hôm nay á. Hôm nay mười mấy ngày rồi không có thêm nữa. À, vẫn giữ cái gan cũ ha, mình không có thêm. Sáng luôn á. Mới dậy. Nhưng mà tính tổng hiện tại tới giờ rồi gì mà giờ mà thì cái là tổng hết 27 bao rồi đó. À, tính thế hiện tại á, tính tới cái hiện tại cái đầu cái giai đoạn đầu tư của mình á, thời điểm này với thời điểm năm rồi á, mình giảm được khoảng bao nhiêu? 15 bao. Anh giảm được 15 bao phân. Rồi té ra được mớ tiền nữa rồi ta. 15 bao là mẹ 2 mấy triệu á. 1 bao 14 triệu rồi. Mấy triệu rồi. Thì ngon quá rồi. Ngoài luôn. Này nó lúc đầu luôn mấy ba bé sáng này lúc đầu á. Vì ăn tới hết thì thủ 4 tấn rồi chưa? Vừa rồi. Công. Chắc ăn tới tháng 5 luôn quá. Hết tháng 5 luôn. Tại vì cái vàng đỏ còn lên nữa mà.
30 bao phân mà còn trong sàn hết mà còn trong 3 bao nữa. Hết 30 á. Ăn hết vàng bắt đầu còn lên. Này nó có hơi bổ chỉ rồi nè. Giờ bữa nữa bên đây cắt lúa nó còn bay nữa. Này. Này chuyền luôn, khỏi nói cổ luôn rồi đó. Chuyền luôn. Thì cũng giống như anh nói đó, là từ cái ngày trồng tới nay là 4 ngày bẻ ăn cử, 4 ngày bẻ ăn cử, là không có có nghỉ được ngày nào cả. Liên tục ha. Liên tục luôn, có năm rồi nghỉ. Hồi năm rồi nếu mà đúng cái thời điểm này thì nó rớt xuống còn bao nhiêu ký? Còn có 100 rưỡi, 120 rồi hái vài cử nó mới lên được 200 mấy. À, còn bây giờ là mình nó cứ đều đều cứ 500 mấy, 600 500 mấy, 600 500 mấy, 600 lần hoài đó. Là nó không rớt như hồi năm rồi. Trời. Bữa mưa mấy tấm lớn nó nói rồi, cái này dính thúi hết chắc đỏ quá. Hồi về cũng bút ba cây mưa rồi đó. Tăng cường vi sinh với cao oxy lên để cho nó giữ cái cây lại, nó cứ dày thành tế bào. Thứ hai nó vi sinh nó đối kháng, nó bệnh cho mình. Thì cứ mấy bài được bút cứ can đó, hai chai can sivo luôn, tăng tốc để mình kiềm cái lực lại. Chứ để họ mua mấy đám mưa này là cái giỏ nó mỏng, giỏ là bị thúi hết. Vậy nha. Còn cái đám lúa của anh bên kia, đám lúa của anh bên kia tổng là bao nhiêu tấn? 7 tấn. 7 tấn, 8 mấy công? 8 công. 8 công 7 tấn thì nó bình quân cái nó như gần 99 ký. Nữa. Nó lên nè, đọt lên ghê. Đây là cổ 2 mà đọt còn qua cổ 3 luôn nha. Đi cổ 3 luôn rồi. Giữ ba bộ chỉ này được. Cú này cái nó bay qua cạnh đó. Thì giữ đó thì các cô chú anh chị thấy ha, bên đây là vẫn còn xanh ngon lạnh ha, nhưng mà cái đám bên đây thì trồng một lượt với ảnh đó, đám của ông anh mà đợt mà vừa rồi mình có làm những cái clip trước á, hôm nay xong rồi, cái đám này bẻ chứ này nửa nhỏ luôn rồi. Trại này của anh luôn rồi Vĩnh Toàn. Trà ra đây nhậu đã dữ rồi ha, có dàn hạt, có dàn nhạc luôn nè. Anh đầu tư kinh khủng không? Chút là bưng mồi đây làm vài lon. Bưng mồi ra dứt luôn. Hát nhạc sùm luôn, không có la luôn. Đây các cô chú đang bẻ đó ha các chị. Đó, đây nè, hay cái vàng ớt của ảnh nó còn lực gì nè, thì các cô chú anh chị nghĩ coi nó còn bao nhiêu tấn nữa. Này anh đợi hỏi ba vàng ớt này còn nhiêu tấn nữa kìa anh ba. 8 tấn nữa. Há cho ta sợ luôn ha. Cái ớt này theo như mà nó có các loại là 8 tấn bình thường. Đã. Lúc này còn ngon lành ha. Tỷ lệ năm nay chết xanh đó. Cái tỷ lệ chết xanh đó, anh thấy như năm rồi nó cải thiện được nhiều không anh? Ít hơn. Ít hơn nha.
Dàn ớt hôm nay nó phát mạnh hơn năm rồi. À, năm rồi á là nó đứt gỗ, đứt cổ nó ngơi xuống. Đứt gỗ nó rớt nha. Rớt. Bưng mồi xuống đây làm vài lon hả về? Thôi được rồi anh. Đi đường xa rồi chạy xe ăn mình á, ngán quá. Em ngồi nói chuyện chơi được nè. Con nhậu chút cho con cháu. Mặn con cà che kìa. Đâu. Trái dựng đều gì hoài nó không thú rồi kiếm 8 tấn nữa thôi cô. Thấy cỡ 500, 600, cái này chắc 700 quá. Cái này hay lâu hơn cái rồi. Vàng cây mình còn mà nè, bông trái nó còn đầy đủ. Cuối lần kia quéo cho rồi. Đọt hết nè. Đó. Mình chắc này mình quay lại đi. Đọt mình còn đi mà. Được vậy em cũng mừng. Mai đạt hơn năm rồi. Mai ớt nó khùng. Khùng. Cái ông chú nào mà ông chú nào bốn công chuẩn bị xuống giống tới. Ông Đẳng đó. Ông thấy ớt Đẳng đây nè. Ông há ghẹ ông bận ông cái đội nó chanh đó. À ông chú đó đó hả? Ừ. Thấy ham đó. Ông hái đó mớt nè, ông thấy ham ha. Ủa cái này là mình hái ngày chứ không phải là hái ăn ký anh ha. Hái ăn ký hả? Vậy sao biết của ai với của ai? Thì nhớ cho nè. À. Vậy chứ này nhiều hơn kiếm gòi à, dạ ba. Bởi vì hái lâu á. Trái còn nhóc mà. Còn đọt còn đi. Bông hết biết à. Đây phải hết tới chiều rồi. Tới chiều không anh? 3 giờ. Sáng hai đặng được nhiêu ký giờ bà? Đòi hỏi ông ba năm trồng nhiêu công kìa. Có nhiêu đất trồng hết thôi. Còn mấy chục công kia để coi sao hả?
vườn bên đây phá bỏ rồi. Cái đám của ông anh bên kia chắc ăn cử tới chắc cũng bỏ luôn rồi. Này dư đựng túi tháng 5 à. Phá trời còn trái luôn. Ngoài là phá tháng 6. Hôm nay ta nhận 2 tháng 2 ha. Ngoài nhận đợi ăn hết tháng 5. Cái giống này là giống sen hồng 085. Bây giờ điểm này mà cái dạng trái đơm hết trơn, 8 tấn nữa. Thủ hai cự này cho 700. Cự rồi bây giờ lên tới đây rồi mà 500. Cự này chắc 800. Đường này dắt đi qua ta. Các chú anh chị coi ha, đây là khổ hai ha, anh hát nghe nó đi chiền luôn. Năm nay là anh đi chiền 4 ngày, anh hát cử hát hoài, hát liên tục không có ngưng. À, có chú thấy trái không? Đó, gần đứt cổ hai gánh rồi đó. Không có đứt cổ hai luôn rồi. Mà không đứt rồi, kiểu này đi chuyền ra tới cổ nữa rồi. À, giờ bông lên nhỏ hết rồi. Còn cái vườn ớt kế bên đây là của ông anh thì cũng trồng lược ha, nhưng mà vườn đây bên kia thì nó cũng tàn rồi, chắc hái cử nữa cũng bỏ rồi. Theo cái giờ hôm nay còn xanh dữ không? Đọt lên còn mập mà. Đọt mập mà lực trái còn lực ghê trái nha. Trái kiểu cứng khử ha. Cứng ngắt. Cần nặng tí ốc cục và nổi luôn. Trái non mở lên nè. Nó dày. Hộp nè. Lên tới múm ở trên luôn rồi. Cái này bỏ gì kia 8 tấn nữa. Tại mấy bữa mưa tại nói vậy. Sợ ha, sợ mưa cây năm ngoái ha. Sợ cây mưa đầu mùa năm ngoái lấy đi biết nhiều tiền của anh ha. Nó thú vị, mẹ vô lựa 100 mấy không á. Giờ mà 500-600 ký lựa có 20 ký lựa thúi là mừng. Con tầm ra. Dạ còn phân nửa gì bên lực thân bên đây. Bèo khúc giường. Hôm nay tháng 4 đã ít hơn rồi. Mưa 3 cây đầu lớn và cây sau cũng lớn. Bữa đó cây mới đây nên nó cũng nhỏ, không cả gần tiếng hồ chứ nhỏ đâu nhỏ. Mưa mấy đám mưa đó mưa bệnh mà. Mưa nhất là nó mưa đầu mùa. Quá trời bệnh. Bởi vậy mới giật lại hái nè, 4 ngày này mới chỉ trò lên 5 ngày, hái mấy bả hái không rồi. 4 ngày 2. Thấy cái màu sen hồng mà cái màu sen hồng mà nó đỏ tươi luôn nha. Đây là cái ớt của anh Toàn, ảnh lật cuốn anh em vô nè đó. Đây là sen hồng ha, 085 ha. Các chú anh chị thấy không? Trái vẫn còn ngon lành. Màu đỏ thì ghê.
Này cử gò anh bẻ 500 ký. Anh lựa ra 25 ký bị thối. Thì các cô chú anh chị biết cái mùa này mà những cái đám mùa đầu mùa á, nó dễ bị thối dữ lắm. Cái màu của sen hồng hồi xưa giờ cái màu của anh nó không được đỏ như chánh phong, cái màu không đẹp như chánh phong. Nhưng mà các cái chú anh lại thấy cái vàng ớt này là ăn cổ hai rồi, cái màu vẫn còn đẹp nha. Định màu còn đẹp quá trời đẹp mà. Chứ sen hồng mà ăn cổ hai rồi, ăn cổ hai rồi, màu đâu được vậy. Màu anh mét nè. Mét. Đằng kia nó chăm thị đang thị à. Chị... Chào các cô chú anh chị em, hiện tại là em kết thúc cái video ở đây. Thì các cô chú anh chị cần tư vấn hoặc là hỗ trợ về bên kỹ thuật sản phẩm của bên công ty thì các cô chú anh chị có thể gọi vào số điện thoại của công ty. Thân ái chào các cô chú anh chị ạ. Để nhiều người nông dân được tiếp cận thông tin kỹ thuật, mong anh chị hãy nhấn chia sẻ, đồng thời nhấn đăng ký để đón xem những video kế tiếp. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi.